Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Thị Nhài TV. Hôm nay chúng ta sẽ được xem một bộ phim hoạt hình nhiều tập, đó chính là Doremi. Ủa không, Doremon mới đúng các bạn ơi. Như vậy team chúng ta sẽ có những cái tên rất là dễ thương, đó chính là Okie Giant, Okie Nobita và Okie Seiko. Ủa như vậy rồi Doremon đang ở đâu các bạn ơi? Vâng, mình chính là Doremon đây nha. Mình sẽ là nhân vật huyền thoại của bộ phim hoạt hình, đó chính là chú mèo béo. Và trận tâm ma hôm nay được chia sẻ từ một người bạn có nickname Facebook, đó là Trọng Văn, đến từ server 664. Với ba môn phái huyền thoại này thì hy vọng team chúng ta sẽ có những cuộc quét map thật ngoạn mục, mang đến cho các bạn một trận tâm ma thật mãn nhãn nha. Bây giờ chúng ta chuẩn bị di chuyển về một ô nào đó mà mình chưa rõ nữa, chắc chắn là về khu vực số 15 rồi. Có ai không? Không có ai cả. Có lẽ team này cũng đã di chuyển để quét map hoặc là di chuyển để tránh team chúng ta. Hiện tại thì đang rất trống, 5 con quái team chúng ta không có farm luôn các bạn ơi. À không, team của đội kia không farm luôn. Có lẽ họ đã check map ô nào đó và quyết định di chuyển. Rồi, cẩn thận nào, có thể team bên kia họ sẽ quay ngược trở lại đó nha các bạn ơi. Cẩn thận nha, Trường Ca đã quay trở lại rồi, kéo Trường Ca, lóc Trường Ca lên và Tiêu Dao có thất thám. Tiếp tục thất thám, Trường Ca chắc chắn sẽ lên bảng điểm số. Tiếp tục đó là Thiên Vương và Côn Lôn đã quay ngược trở lại rồi. Tiêu Dao đã né được và Côn Lôn lại quay trở lại. Côn Lôn đang bị kéo cái quân lại. Côn Lôn đã lên bảng điểm số. Như vậy là anh bạn Thiên Vương chúng ta đã chạy thoát được trong tình huống vừa rồi. Rất hay. Một team đánh úp team khác, sau đó quay ngược trở lại và bị team khác đánh úp. Rồi, team chúng ta đang rất là xanh xao. Bây giờ các thành viên cần phải hồi máu, hồi kỹ năng và kiếm thương nhân nha các bạn. Ba phái này thì rồi rồi, một team có cả một bạn gì đó, Hoa Sơn, Côn Lôn các bạn ạ. Như vậy Hoa Sơn và Côn Lôn đã di chuyển trở lại khu vực số 17 rồi. Tiêu Dao chúng ta đang có một cái bạo kích nha. Bây giờ chờ Tiêu Dao hồi lóc thì chúng ta hãy sang 17 hỏi thăm sức khỏe các bạn ấy nào. Và mình hy vọng trận tâm ma này sẽ là một trận tâm ma siêu tốc nha các bạn. Siêu tốc ở đây là siêu tốc theo cái nghĩa chúng ta sẽ quét map thật nhanh, chứ không phải siêu tốc như các bạn đang nghĩ đâu nha. Rồi, mình thấy thương nhân đang rất là gần chúng ta luôn, tại khu vực số 5 và khu vực số 4. Hy vọng là team chúng ta sẽ về thương nhân để trang bị bí kíp cho mình nào. Go go, một con lính nữa là đi thương nhân anh em ơi. Đó, Tiêu Dao đang có ý định về khu vực số 5, chuẩn bị di chuyển ô nào. Có ai không? Không ai cả. Đấy rồi, một bạn, trời ơi, lóc trúng hai thằng luôn, có cả Hoa Sơn và cái bang các bạn nhỉ. Trời ơi, nó đẹp gì đâu luôn á. Như vậy là chúng ta đã có thêm những điểm hạ gục tại khu vực thương nhân này và trang bị cho mình đầy đủ các loại bí kíp cho Tiêu Dao. Rồi, rất là xanh xao và như vậy ảo tượng cũng đã xuất hiện các bạn ơi. Có lẽ team chúng ta vẫn chưa hay thông tin là ảo tượng đã ra và quyết định quay ngược trở lại khu vực số 15 để mở rương. Rồi, làm gì tiếp theo nào? Bây giờ làm gì đây? Tiếp tục farm lính. Farm lính xong rồi làm gì nữa? Di chuyển ô nào? Mình nghĩ là chúng ta nên di chuyển về ô số 14 là hợp lý. Hoặc là check map về khu vực số 6 cũng được các bạn ạ. Đó. Đó là cái luồng suy nghĩ của mình thôi. Team chúng ta đã quay trở lại khu vực số 16. Tiếp tục farm lính mở rương. Và có lẽ team chúng ta không quyết định là giao tranh ảo tượng tại vòng số 1. Hiện tại thì cũng khá là xanh xao rồi, không cần ảo tượng luôn. Bây giờ chúng ta chỉ liệt quy web map thôi các bạn ơi. Đó, di chuyển về khu vực số 17. Bên này rất trống. Rồi, có thêm cả quần thể kim cang không? Quần đã được team khác ăn. À không, quần đã mất tiêu các bạn ơi. Và như vậy là ảo tượng cũng đã được dọn sạch, kể cả những con tinh anh. Tiếp tục di chuyển về khu vực số 18. Phải có một team nào đó giao tranh nào. Không có luôn, và các team này họ cũng đã di chuyển về các khu vực ảo tượng rồi. Bây giờ mình rất cần một cuộc giao tranh thật nảy lửa xảy ra để chúng ta có được những pha thể hiện thật tuyệt vời trong trận tâm ma này nha. Tiếp tục di chuyển và đã có thành viên một bạn Thiên Vương kéo Thiên Vương lại, lóc Thiên Vương lên. Thiên Vương vẫn chưa được lóc, tiếp tục là một cái lóc vẫn giữ lóc luôn các bạn ạ. Như vậy Thiên Vương chúng ta đã mất chiêu 7x vào phải lên bảng điểm số. Rồi, tiếp tục quét sang 20 luôn cô bác anh chị em ơi. Tiêu Dao vẫn còn lóc và tàn kiếm thì đã mất vòng nha, cẩn thận một tí. Mình thấy là thì
Minh giáo chúng ta vẫn còn chiêu hủy thiên diệt địa. Đó, đó, lướt vào, trời ơi, bây giờ lóc lên Thiếu Lâm phản đam rất nhiều, cẩn thận các bạn. Và Thiếu Lâm đã rất nhanh chóng lên bảng điểm số. Như vậy là những team này họ đã đánh nhau rất là nhừ tử tại các khu vực và chỉ còn 1-2 thành viên. Phải nói là thuận lợi, rất thuận lợi cho team của chúng ta khi liên tục đánh úp rất thành công những cái ô khu vực như thế này. Rồi, thôi, thì còn vài giây nữa là kết thúc vòng số 1 và hiện tại số đội đang còn là 8 đội. À, một số đội tương đối cũng khá nhiều và các bạn cần phải thận trọng nha. Tiếp tục di chuyển qua quét map 1, bàn Trường Ca bị kéo, Trường Ca tiếp tục bị thất thám và lên bảng điểm số. Sau khi Trường Ca ngã xuống, chúng ta vẫn còn 8 đội, như vậy là Trường Ca vẫn còn thành viên, đó chính là bạn Thiên Vương. Thiên Vương đã quay ngược trở lại và Thiên Vương đã chạy được rồi. Như vậy là vòng số 1 cũng đã khép lại và bây giờ chúng ta chuẩn bị bước sang vòng số 2 với số đội hiện tại đang còn là 8 đội. Sẽ rất khó khăn cho trận tâm ma này nếu như không biết những đội còn lại là những chiến đội gì. Tại vì cũng còn rất nhiều team mạnh họ đã ăn các ảo tượng tại khu vực này nha các bạn. Bây giờ chúng ta chuẩn bị up sang khu vực số 5 chắc chắn rồi. Bây giờ team chúng ta chỉ cần đi quét map thôi, không làm gì cả. Rồi, Nga Mi vừa chạy sang đây và có lẽ Nga Mi đã nhanh chân chạy sang khu vực khác. Thường Nhân đã xuất hiện tại khu vực số 5. Bây giờ điều quan trọng đó, Nga Mi đã quay trở lại lóc, Nga Mi lên và tiếp tục thất thám. Chắc chắn là Nga Mi sẽ phải ngã xuống. Tất cả combo đã được dồn về Nga Mi và đó là lý do Nga Mi không thể nào sinh tồn nổi trong trận tâm ma này. Tiếp tục di chuyển, chúng ta có một viên máu ở đây. Rồi, các thành viên sẽ làm gì đây? Di chuyển về khu vực số 17. Đây, đang rất trống các bạn ạ. Rất trống luôn. Các bạn thấy mặc dù team chúng ta rất xanh xao, những môn phái rất mạnh. Đấy, 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 một bạn Trường Ca tiếp tục. Trời ơi, Trường Ca ăn một cái bạch hồng là mất nguyên cây máu luôn các bạn ạ. À, rất đen cho bạn Trường Ca nha. Bây giờ chúng ta còn 6 đội trong trận tâm ma này. Hồi nãy team chúng ta rất đẹp, rất mạnh và rất thận trọng. BK thì cũng rất chắc nha các bạn. Sử dụng kỹ năng rất hợp lý. Không có tiêu xài. Đây đây, một team 3. Trời ơi, lóc lên trọn vẹn team 3 luôn các bạn. Rất hay Long Tước. Trời ơi, Tàn Kiếm. Trời ơi, Nga Mi. Trời ơi, Tiêu Dao. Không phải, trời ơi. Nó quýnh như vậy là Minh Giáo chúng ta mất rất nhiều máu rồi. Minh Giáo cần phải hồi máu và chúng ta đã có một điểm hạ gục. Công nhận team bên kia chạy rất hay nha các bạn, chạy ngay cái đường lóc của Tiêu Dao và lóc trúng 3 thành viên luôn. Rất may mắn là Nga Mi đã kịp nhả cái vòng, nếu không tình huống đó thì có lẽ team chúng ta quẩy nhiệt hơn rất là nhiều. À, bây giờ thì các bạn ấy cần hồi máu cho bạn Minh Giáo. Không biết là Minh Giáo có bí kíp của Phần Sơn chưa các bạn nhỉ? Rồi, một viên máu, mình thấy có một viên máu kìa các bạn ạ. Đấy, đúng rồi. Đó, Minh Giáo chưa có Phần Sơn. Như vậy là Minh Giáo chưa có Phần Sơn. Phải tiếp tục lướt vào, lóc lên và Long Tước đang bị lóc. Tiếp tục là Tiêu Dao ăn thất thám và Long Tước cũng phải lên bảng điểm số luôn. Rất hay luôn các bạn ạ. Phải nói là các bạn ấy vẫn quyết định về Thương Nhân sau một cái cuộc chạm trán không thành công tại khu vực số 6 này. Và kết quả là 3 thành viên đã phải lên bảng điểm số. Bây giờ chúng ta còn 5 đội trong bản đồ tâm ma. Rồi, tiếp tục di chuyển quét map này đây. Nga Mi, Nga Mi kéo cái quần đó lại. Nga Mi đâu rồi? Chạy, chạy, búp. Trời ơi, nãy Nga Mi đầy máu mà còn búp 3 nữa là sao? Đấy, đấy. Trời, thôi, thôi, kiểu này Nga Mi chết chắc rồi các bạn ạ. Sống gì nổi tầm này nữa, chạy kiểu này là chết rồi. Tại vì các bạn biết không? Tại vì team chúng ta vừa ở khu vực số 7, Nga Mi chạy lên khu vực số 8 lại mở rương. À, các bạn chạy một cái khu như vậy chắc chắn team chúng ta sẽ quét map lên tới. Đó là các bạn không tính toán được cái đường di chuyển của team đội bạn nha. Các bạn phải đọc map và tính được cái hướng di chuyển của team kia để các bạn chạy thì chúng ta mới có thể thoát thân được. Đó, trong tình huống vừa rồi Nga Mi đã quá tham cái rương tại khu vực số 8. Đó đó đó, kéo Thiên Vương lại, lóc Thiên Vương lên nào. Đó đúng rồi, Thiên Vương chắc chắn lên 7S. Thiên Vương đã chạy không rồi. Thiên Vương đã ăn cái quỷ thiên diệt địa của Minh Giáo và Thiên Vương không thể nào
kháng nổi sát thương khi bị xuyên quần thể kim cang. Tiếp tục, và như vậy là chúng ta đang còn 3 đội trong bản đồ tâm ma này. Tiếp tục đi quét map tại các khu ảo tượng tại khu vực số 4 rồi các bạn ạ. Tiêu dao đang không có lóc nha, chúng ta cần phải thận trọng các bạn ơi. Và như vậy ảo tượng ở đây cũng đang rất trống trải. Rồi, tiêu dao đang mất né và cần phải cẩn thận nào. Thật sự mà nói team này quá mạnh các bạn ạ. Chắc chắn bây giờ chúng ta lên khu vực số 3 là sẽ có giao tranh. Đó, đúng rồi, có ngũ đầu kéo lại lướt vào và lóc lên, có cả thiền vương nữa các bạn ạ, có cả bá đao nữa, hai môn phá hai kim và rất nhiều lam được tung ra. Bây giờ một thành viên đã lên bảng điểm số, hai thành viên lên bảng điểm số và không biết có phái nào chạy được hay không, chắc chắn là không rồi các bạn ạ. Như vậy chúng ta chỉ còn một team trong bản đồ tâm ma này. Đó. Một team, team nào đây? Mình thấy là tinh anh khu vực số 2 đã bị sơ tái. Có lẽ là một team 3 các bạn. Có một cái quần thể kim cang. Ấy ấy, đang tâm ma, đừng gọi lúc này. Ây dạ, vừa nghe điện thoại vừa đánh tâm ma luôn các bạn nhỉ. Rất là chi là ngầu luôn, trời ơi. Rồi, cố gắng nhanh chân truy tìm cái môn phái còn lại, cái team còn lại các bạn ạ. Để chúng ta kết thúc trận tâm ma này thật sớm nha. Vì vòng số 2 chúng ta chỉ còn khoảng 50 giây là kết thúc rồi. Cố lên nào, chạy chạy chạy, lên ngựa di chuyển. Mình thấy là Minh Giáo đã ở khu vực số 6. Đấy, một bàn thiên vương. Đúng không các bạn, hay là cái bang? Đúng rồi, lóc lên và tiếp tục thất thám bạn Dương Môn các bạn à. Chỉ còn một mình Dương Môn đã lên bẫy ít, Dương Môn đã lên ngựa để chạy và tiêu dao chúng ta cũng đã lên ngựa để bắt Dương Môn. Kéo Dương Môn lại, kéo trượt rồi. Dương Môn đã chạy về khu vực số 1, Dương Môn đã lên khu vực số 2 rồi nha. Hiện tại Minh Giáo đang để chế độ theo sau. Dương Môn đính ăn máu, Dương Môn đang bị tung rất nhiều đam và Dương Môn đã lên bảng điểm số. Như vậy là trận tâm ma cũng đã kết thúc. Quá nhanh, quá nguy hiểm các bạn. Một team rất đẹp và đánh rất chắc. Và nếu các bạn yêu thích video này, hãy cho mình xin một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.